ơi, tổng thức hóa cho buổi tối ngày hôm nay, hai phần thập cẩm 75.000 là 150 ha, khoai tây chiên là 15.000, trà đá là 5.000. À, vậy là khoai tây chiên với lại cái phần salad là tính chung là 15.000 và tổng thất thoát là 175.000. À, cộng thêm ổ bánh mì 3.000 nữa nha. Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay thì xin mời cả nhà đi ăn bò bít tết nha. Đây là một quán cũng rất là nổi tiếng, khá là ngon, và Lý Hương được các vị sành ăn Sài Gòn cũng như là hải ngoại giới thiệu cho Lý Hương quán này. Quán này nằm ở số 200 Bít Nguyễn Thị Minh Khai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm. Hồi nãy giờ thì Lý Hương đi qua số khoảng là 400 mấy, và số của chúng ta đang xuống. Ở ngay đây là ngay góc đường Cống Quỳnh giao với lại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở phía bên đây là cái cây cầu nối bệnh viện Từ Dũ. Ở đây có một số cao ốc Văn Học Phòng đang xây nè quý vị. Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hồng Thập Tự của chúng ta ngày xưa đấy. Trời hôm nay thì khá là mát. Bây giờ thì khoảng là hơn 8 giờ tối thôi. Và giờ này thì các tín đồ ăn ở Sài Gòn mà thường mà đi ăn ngoài á, thì đây là cái khung giờ rất là thích hợp. Ở bên đây có cái nước ép trái cây nguyên chất nè quý vị, nằm ở số 2 Nguyễn Thượng Hiền. Rồi có chi nhánh ở 400 mấy Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây thì có cái Dai Chi, đây là một cái thương hiệu trang trí về nội thất rất là nổi tiếng ha. À, Lê Hương đọc lộn, Chi Lai chứ phải Dai Chi. Rồi, ngay góc này là ngay góc Tôn Thất Tùng cắt với lại Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nha. Ồ, ở phía trước mặt bên phía tay trái cả nhà có một cái building xanh đỏ tím vàng, có lẽ là karaoke. Này, ở cái thương hiệu này thì Lý Hương nhớ là ngay trên đường Võ Thị Sáu cắt với lại Nam Kỳ Tử Nghĩa thì cũng như hình như cũng có một cái này karaoke rất là lớn ở đó. Ở với bên đây là Đà Lạt Phố Cà Phê. Đà Lạt Phố cũng có một số những chuỗi cửa hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn, chúng ta đi tìm số 200 nha quý vị. Ở phía bên tay phải là số lẻ, còn phía bên tay trái là số chẵn. Ở đây thì giờ chúng ta cắt với lại đường Cách Mạng Tháng 8. Ở chỗ bên đây là Phong Vũ. Còn phía bên đây là Novaland. Bây giờ thì chúng ta đang gặp đèn đỏ rồi. Đợi em chút xíu. Wow, tới rồi. 4321 action. Ở ngay phía bên kia Lý Hương thấy có một cái post gì. Không biết lâu chưa ta. Sau hôm nay mới thấy mọc lên thì phải. Yeah. 254 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống 200 bit. Nó nằm ở số 200 bit. Ở đây có một cái tòa khách sạn trang trí khá là đẹp. Ở phía bên đây có Jolly Beer, Sài Gòn Star Hotel, massage. Rồi phía bên đây là công viên Tao Đàn buổi tối. Nguyễn Thị Minh Khai số mấy rồi? Wow, chúng ta đi qua rồi, số 188 rồi.
Ở đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai cắt với lại Trương Định. Bây giờ thì Lê Hồ sẽ dở map lại để coi coi mình đi qua cái số 200 rồi. Bây giờ chúng ta lại gặp đèn đỏ và Lý Hương sẽ quẹo lại, nó rất là gần ngay chỗ Lý Hương đứng. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo lại nha. Đây, ngay chỗ này. Bích Tết Nam Hải. Đây cả nhà, vậy mà đi vô tình đi qua nó. À, Bích Tết Nam Sơn, Lý Hương xin lỗi. Bích Tết Nam Sơn nha quý vị. Đây. Rồi chúng ta sẽ quẹo vô nha. Bích Tết Nam Sơn. Quẹo vô trong hẻm một chút xíu thôi. Xe ô tô đứng dàn rất là nhiều. Bingo. Rồi bây giờ chúng ta giữ xe và vô ăn Bích Tết nha. Ghi địa chỉ là 200 Bít Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 nha quý vị. Và có một số vị khách vừa mới ăn xong, giờ chúng ta sẽ đi vô quán ăn xà bít tết nha. Mình có thể đi xe khu vực bên trong hoặc bên ngoài. Này Lý Hương lại đi tiếp tục với lại anh xin vui của kênh của mình này. Ở đây còn một cái menu của quán ha quý vị, có những cái món chính như là bít tết thập cẩm mà Lý Hương gọi hai phần, Lý Hương và anh Tuấn Dương ha. Giá là 75.000. Có steak là biểu ở cấp bô năm sơ, rồi steak cá hồi, steak bò úc, bò bít tết, rồi bít tết trứng, lưỡi bò sốt tiêu xanh. Ở đây thì có cơm gà rán, udon, xào bò, ốc la, bát tê, vân vân. Nhiều món ở đây có bún bò Huế, bánh canh chả cá, bò kho, cơm bò luôn. Và cái này là những cái món trong ngày. Ở đây là các món ăn kèm theo ha, cua, bò tay, salad trộn. Bên đây là còn nước uống. Nó còn nở xèo xèo quý vị. Ở trên đây thì có trứng, pate, xíu mại với lại thịt bò. Ok, xin mời quý vị ăn bò nha. Đây là có phần pate, xíu mại và bò. Để chúng mình sắc thử bò coi. Mềm không? Để trên con bò dưới chân là những mảnh gỗ giống như là cái để đỡ đó cả nhà, cầm qua đỡ nóng à. Chảo này mình ra. Nếu như mà các bạn đã từng ăn bò né Ba Ngon coi rồi thì thực ra cái phần này thì không thể chất lượng giống như bò né Ba Ngon và mắc tiền hơn. Nhưng mà thực sự ra thì mỗi một cái địa danh thì nó sẽ có một cái mức giá khác nhau. Bởi vì giá mặt bằng sinh hoạt cuộc sống ở quận nhất, thuê mặt bằng, thuê mướn nhân viên thì nó sẽ mắc hơn ở các cái quận khác ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn thì không phải lúc nào chúng ta cũng đi về những các cái nơi mà rẻ được. Ở năm sao thì nó sẽ có giá năm sao, còn ở bình dân thì nó sẽ có giá bình dân nữa cả nhà. Đây có lẽ
là bên xíu mại. Quận nhất mà tìm một cái mặt bằng như thế này cũng khá là khó khăn. Ở đây quận 3 thì nó cũng rất là gần với quận nhất các bạn. Bên hông với trục đường Hồng Thập Tự xưa. Đi bộ chút xíu sang bên công viên Tao Đàn đó. Đây là cái phần pate. Bò này nó cũng không mềm lắm, nó cũng dai đúng không? Nó còn dai rồi. Thường những bò này họ sẽ mua bò nạm, sau đó họ có máy họ dần nó ra cho nó rẻ tiền, còn bò bắp nó sẽ mắc tiền hơn. Giờ miếng nạm dần ra nó thành cái miếng vậy, nạm nó đâu có đi theo từng miếng bự đâu, đúng không? Nó không có, nhưng mà nó cắt thì nó sẽ dần ra, nó có cách làm. Rồi làm sao cho nó dính lại với nhau? Thank you.
sạch càng xanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi bill ha. Rồi tổng thất thoát ngày hôm nay là bao nhiêu? Không gian thì khá là thoáng mát ha. Bố trí thêm là 6 giờ sáng, 10 giờ đêm. Giờ bán là 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm ha. Khá là mát. Rồi bây giờ chúng ta đợi bill thôi. Ở bên đây thì Lý Hương thấy là có hai cái bảng quảng cáo về cái bít tết Đà Liễu rất là nhiều. Đây quý vị ơi, tổng thất thoát cho buổi tối ngày hôm nay hai phần tập cẩm 75.000 là 150 ha. Khoai tây chiên là 15.000, trà đá là 5.000. À vậy là khoai tây chiên với lại cái phần mà salad là tính chung là 15.000. Và tổng thất thoát là 175.000. À cộng thêm ổ bánh mì 3.000 nữa nha. Rồi. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nhé. Và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới nhất của Lý Hương. Đây là tiền thừa, Lý Hương đưa 200. Bye bye.